sống. Đi vô luôn. Đi sao mà có góp. Cái
đính hôn của bên nhà gái, bên nhà trai thì họ đã lắm nói có ai đâu có gì để làm lễ của mình, nhưng mà ngày nay con. Mẹ đi đường thôi.
Bám đây nè. Chưa nhìn lên đây nha gái, nhìn ra cái. Con lấy nhẫn đây cho hả? Mày tay đó rồi mày đeo tay này hả? Nhìn lên hai đứa nhìn lên. Hai đứa đứng chắc chắn. Sao mày cầm đi. Sao